lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hay nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Thưa tán khai
Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ của chúng con là một người hiền dịu và đôn hậu. Dáng vóc mẹ mới đẹp làm sao. Một chặng đường dài biết bao tình ca thế kỷ đã để lại cho con cháu một niềm tự hào
cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn của bể. Mẹ thiêng liêng quá, các con về bên mẹ, các cháu về bên bà, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con, các cháu sẵn có trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, trong suốt chặng đường dài mẹ đã đi qua chất chồng những vui buồn trăn trở, mẹ vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè: có cơm, có áo hôm nay, đừng quên đau khổ những ngày đã qua. Kính thưa toàn thể các cô, thưa toàn thể nhân dân, cùng toàn thể gia quyến nội ngoại, kính thưa hương đồn, cụ Lê Thị Trới. Cụ Lê Thị Trới sinh năm 1940, nguyên quán thôn Cao Đình, xã Chi Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước, cụ đã kết hôn cùng với cụ Nguyễn Việt Xuân, thôn Giàn, xã Cảnh Hương. Trong những năm đất nước còn gặp nhiều khó khăn, cụ đã động viên chồng tham gia trong nghĩa cứu nước, giải phóng dân tộc, một mình chăm sóc mẹ chồng và các con thơ dại. Cụ luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước và các quy định của địa phương. Cụ sinh ra được 7 người con, 4 trai 3 gái. Cụ đã nuôi con gái trưởng thành đã yên bề ra đất, kinh tế phát triển. Trong đó có hai con trai của cụ đang làm sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, hiện đang công tác ở tỉnh phía Nam Tổ quốc. Trong thời gian do tuổi cao sức yếu, cụ Lâm Bình đã được các y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Tiên Du cùng con cháu tận tình chăm sóc cứu chữa. Xong không qua khỏi, cụ đã từ trần vào hồi 5 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức là ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Tỵ, hưởng thọ 80 tuổi. Hôm nay trước toàn thể dân làng, gia tộc nội ngoại và con cháu vô cùng thương thiết đã có mặt đầy đủ để dự đám lễ phát tang, chuẩn bị đến một người thành viên trong dòng họ Nguyễn Viết: một người vợ, một người mẹ, một người cô, một người bà mẫu mực, thủy chung, đức độ, giàu lòng nhân ái, một công dân tiêu biểu của nhân dân xã Cải Dương, thôn Giàn, xã Cải Dương, đã ra đi có ý hàng để lại bao điểm thương nỗi nhớ. Thay mặt do dòng họ Nguyễn Viết, tôi kính cẩn chia buồn cùng gia tộc, gia quyến nội ngoại. Nỗi đau thương mất mát không có gì bù đắp được. Sau đây tôi xin tuyên bố lễ phát tang cụ Lê Thị Trới bắt đầu. Thank you.
Kính viếng Vương Hồng Cụ, thưa toàn thể các cụ cùng toàn thể gia tăng, thưa toàn thể dân làng, cụ mất đi, con mất một người mẹ, cháu mất một người bà, gia tộc mất một người thân, cả tăng gia thương xót, đứng trước linh thàng người quá cố về cõi linh thàng, có nhà tư thương đồng ra kính viếng để tưởng được chức cụ đi xa trong gia tộc, làm lên cụ một mặc niệm của cụ một phút bắt đầu. Sau đây trở lại công việc của gia tăng. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, bà chị tôi 250 quy tiên về nơi tiên tổ đã được dòng họ Nguyễn viết có vòng hoa thẻ nhang và nến đen đến kính viếng chia buồn bà chị tôi. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các ông bà trong họ vợ chồng Nguyễn viết đã đến chia buồn cùng gia đình. Và sau đây thay mặt cho gia đình là xin mời công các bà đã ăn trầu uống nước và lo cho công việc của trong họ. Xin chân thành cảm ơn. Thắp hương kính viếng Vương Hồng Cụ nơi thị chuối sông. Bí thư Thành ủy Vĩnh Linh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân,
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban, ngành đoàn thể của thành phố đến kính viếng hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tăng quyến, vĩnh biệt cụ. Đề nghị các đồng chí để một phút mặc niệm, bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Bắc Ninh và chị tôi 250 quy tiên về nơi tiên tổ đã được các đồng chí lãnh đạo đến thăm viếng và chia buồn cùng với gia đình. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn và xin mời các đồng chí lãnh đạo sang nhà bên ăn dầu uống nước và chia buồn cùng với gia tăng. Xin chân thành cảm ơn. Trong tim
khắc ghi muôn đời. Ơi bà trời ơi, ôi chị ơi, anh à, anh thứ bảy à, của bà đang đứng trước tấm linh của cụ là anh chị em các con các cháu từ ngoài của cụ thắp nén nhang trầm, nước mắt chồng chồng lầy rơi, lấy ngọn hoa trắng vàng tươi khi cụ nhận lấy tình thương cõi trần. Cháu ơi, cháu ơi, trẻ của anh còn thắp nhang và xong. Các ông, các bà, các bác, anh chị em đi vòng quanh linh cữu đầy đề cụ lần cuối, rồi trở lại bàn uống nước, chia buồn với tâm an. Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thánh hương. Con tin mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ em mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chìm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thành chúng vạn lời. Mẹ là Phật, là phần hằng hữu cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. Mẹ lễ viếng hương hồn cụ Nguyễn Thị Thới. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách thân bằng cố hữu gần xa. Kính thưa toàn thể gia đình, cụ Nguyễn Thị Thới sinh năm 1940,
Sinh Quán tại thôn số 1, xã Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh. Nguyên Quán thôn Dền, xã Thành Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sau một thời gian dù bị lâm bệnh, song do tuổi cao, sức yếu, cụ đã cảm lặng và đã từ trần hồi 5 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 80 tuổi. Nhận được tên cụ 250 về với tổ tiên, đại diện cho các đồng chí ban chấp hành chi ủy, chi bộ, ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận làng, các ông bà là trưởng các ban ngành đoàn thể trong thôn, có vòng hoa, lén hương thơm, trước là để kính viếng hương hồn của cụ, sau là để chia buồn cùng toàn thể gia ban. Trước giờ phút tang thương này, vĩnh biệt cụ về nơi chín suối yên giấc ngàn thu, cho phép đoàn chúng tôi xin để phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thôn Dền, xã Thành Hưng. Đầu tiên, bà chị tôi 250 quy tiên về nơi tiên tổ. Các đồng chí đã có vòng hoa, thẻ nhang đến để kính viếng hương hồn bà chị tôi và chia buồn cùng toàn thể thân nhân gia quyến hồi ngoại. Thay mặt cho gia đình, tôi không biết nói gì hơn hết. Xin mời các vị đại biểu ăn trầu uống nước và chia buồn cùng với gia đình và đúng vào 7 giờ sáng ngày mai. Xin kính mời các đồng chí có mặt tại gia tang để tiễn đưa bà chị tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và các bác, thưa đoàn đại biểu cùng toàn thể tang quyến, phủ đê thị trấn công bay một cơn sốc đột ngột được con cháu và gia đình đã tận tình cứu chữa. Thế nhưng cơn sốc quá nặng, tuổi cao sức kiệt, cụ không sao qua được mệnh trời, nay đã tần số thăng bay quy tiên về cửa Phật để lại bao lối nhớ thương cho con cháu và gia đình cũng như trong gia tộc. Nhờ từ tin anh chị em cùng các cháu của chúng tôi là quê hương ở bên ngoài của cụ lòng thành có thắm hoa lễ về chiếc linh sàng thì kính viếng vong linh hương hồn, sau là chia buồn với gia đình cùng toàn thể tang quyến. Phụ giới ơi, dòng đời ai cũng phải qua, phụ về cửa Phật hương hoa đón mời. Giờ đây phụ đã xa rời, chị em các cháu có lời viếng thăm. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt âm dương đôi cả, chúng tôi xin để được một phút tạm biệt, một phút tạm biệt được bắt đầu. Đoàn lễ viếng tiếp theo xin trân trọng kính mời tâm lễ. Kính thưa phong linh hồn phụ lê thị giới, kính thưa toàn thể gia tăng cùng nội ngoại họ hàng con cháu gần xa, hôm nay được tiếp cử tạ thế quy tiên, chị em chúng tôi đại diện cho hội phụ nữ thôn Dền cùng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của con gái của cụ là chị Hà. Nghe tin cụ mất, chúng tôi đến có cảnh cao nén nhang thơ, trước là để kính viếng phong linh hồn của cụ, sau là để chia buồn cùng thân nhân gia quyến nội ngoại của cụ. Trước giờ chia ly kính biệt này, cụ về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu, cho phép
chị em chúng tôi được hướng về nghiên cứu để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các bà, các chị, chi hội phụ nữ thôn Dệt Xã Cảnh Hưng và câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc, bà chị tôi 250 quy tiên về nơi tiên tổ đã được các bà các chị trong chi hội phụ nữ và câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc đến thăm viếng chia buồn. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính mời các bà các chị ra uống nước xơi trầu và đúng vào 7 giờ sáng ngày mai có mặt tại gia tang để tiễn đưa bà chị tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Người cao tuổi thôn Dền lễ thăm viếng hương hồn cụ Nguyễn Thị Chới. Kính thưa gia quyến cụ Nguyễn Thị Chới, thưa hương hồn cụ, thưa hai giới các cụ cùng quý khách gần xa, hôm nay người cao tuổi thôn Dền nhận được bồi hồi xúc động, nhận được tin cụ hội viên Nguyễn Thị Chới cho tuổi cao trước kiệt. Cụ đã đột ngột ra đi về cõi vĩnh hằng, tưởng thọ 80 tuổi. Trong giờ phút đau thương này, đoàn đại biểu chi hội người cao tuổi thôn Dền cùng các cụ hai giới, tổ ba, tổ sở đại và các cụ tổ quy, chúng tôi có mặt tại gia quyến phụ với bước chiếng hội cùng vòng hoa lễ mang dòng chữ chi hội người cao tuổi thôn Dền kính viếng. Hội có lời chia buồn sâu sắc nhất với cụ ông cùng toàn thể gia quyến nội ngoại. Thưa hai giới các cụ, trong những năm tháng cụ là hội viên người cao tuổi, cụ luôn luôn có tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực đóng góp các phong trào của hội, đặc biệt là nhiệt tâm phục vụ lĩnh vực tâm linh. Giờ cũng không còn nữa, trước giờ chia ly vĩnh biệt, ấm dương đôi ngả đứng trước linh sàng cụ, hội người cao tuổi thắp nén cơm nhang, hội cầu chúc cho cụ sống khôn chết khiêm, ra đi nơi suối vàng hương hồn siêu thoát. Một lần nữa, hội chia buồn sâu sắc cùng gia quyến ở ngoài. Xin kính về cụ, xin mời các cụ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các cụ hai giới thôn Dền Xã Cảnh Hưng, được tin cụ Chới là thành viên hội người cao tuổi thôn Dền đã từ trần, các cụ hai giới đã có hương hoa thẻ nhang đến để kính viếng hương hồn cụ Chới và gia đình. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính mời các cụ ra chầu uống nước vào đúng 7 giờ sáng ngày mai. Xin kính mời các cụ có mặt tại gia tang để đến đưa cụ Chới về nơi an nghỉ cuối cùng được mối yên mà đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Oh, yeah.
Kính thưa hương hồn cụ vong, kính thưa cùng các con cháu thân nhân nội ngoại của cụ, kính thưa cùng toàn thể gia quyến, hôm nay nghe tin cụ quy tiên chầu Phật, chúng tôi tổ tục trước đây hoạt động cùng với cụ, hôm nay chúng tôi có cảnh cao thể trang đến thắp hương, trước hết để thắp hương cho vong linh hồn cụ sau chia buồn cùng toàn thể gia tăng. Đứng trước linh thàng, chúng tôi xin trải nghiệm một phút bắt đầu. Lòng 15 giờ ngày 13 tháng 12
năm 2019, tức ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 80 tuổi. Kính thưa tăng lễ, cụ Lê Thị Chế là con gái của dòng họ Lê Đức, con cao đình xã Trung Dương, cụ xây dựng gia đình với cụ Nguyễn Đức Sơn, thôn Rèn, xã Cảnh Vinh. Hai cụ sinh hẳn 7 người con, 4 trai, 3 gái, các con của cụ đã trưởng thành. Đến nay, đã có nhiều các cháu được mạng. Kính thưa Hương Hồn Cục Lê Thị Chế, cùng ra đi về cõi vĩnh hằng, theo tiên tổ cũng là những đạo lý ở đời mà không ai tránh phải được. Để lại biết bao niềm thương nỗi nhớ chồng mất đi người vợ, hiền ngoại vẫn hàng ngày thương yêu, các con mất đi người mẹ hiền thương thương quý mến, cháu chắc mất đi người phụ thương kính nhớ thương, bà con ngõ xóm mất đi người bầu bạn, tối rửa tắt đèn có nhau giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, họ ngoại mất đi thành viên hàng năm, ngày dỗ tổ cũng thường về thắp hương để tưởng nhớ tổ tiên, chung vui với các anh em chị em con cháu. Họ ngoại với cơm thân mật nay gặp cơm nghỉ tương tối biến đổi sáng trời, lẽ đời là thế, sống tuổi thắt về mà có ai tránh được đâu, chỉ một tích tắc thôi đã là người chết khổ. Anh chị em có cháu không biết nói gì hơn, gọi là không mấy lời nghĩa phụ nghĩa vụ đi xa, mong phụ được những hy sinh siêu thoát ủng hộ cho con cháu đoàn ngoại mọi sự gan này từng giờ phút thiêng liêng mời tất cả để làm việc tất cả. Nhận được tin cụ Lê Thị Chế sinh ra và lớn lên ở thôn Cao Đình, xã Chi Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, kết hôn cùng với ông Nguyễn Viết Xuân và thôn Rèn Cảnh Hưng. Trong thời gian vừa qua, cụ lâm bệnh nặng đã được gia đình, họ hàng, nội ngoại tận tình cứu chữa, song không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 5 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2019, hưởng thọ 80 tuổi. Nhận được tin buồn này, các cụ, các ông các bà trong dòng họ Lê tộc đã có hương hoa thiện nhang đến để thăm viếng hương hồn và chị tôi, và chia buồn cùng toàn thể thân nhân gia quyến nội ngoại. Thay mặt cho gia tộc, gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và kính mời các cụ, các ông, các bà trong dòng họ Lê tộc ra ăn trầu uống nước. Kính thưa ông Linh Phụ, thưa gia ta, thưa Nguyễn Viết Xuân, hội viên hội sinh vật tại Cảnh Hưng, hôm nay của bà xuất ra đi, anh em chúng tôi được phép thay mặt ban chấp hành hội sinh vật tại đến trước là viếng vong linh cụ, sau là tiếp hồn cùng các viếng đến kiệt cụ. Tôi các anh em chúng tôi được để một phút mặc niệm, phút mặc niệm. Thưa các cụ, các ông trong hội sinh vật cảnh xã Cảnh Hưng,
Thờ Tinh và Nguyễn Thị Chới 250 Quý Tiên về nơi tiên tổ. Các cụ có ông trong hội xin vật cảnh cùng với cụ Xuân là chồng của cụ Chới cũng đã có hương hoa nén nhang đến để thắp hương chia buồn cùng với gia đình và gia tộc gia quyến nội ngoại. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ trong hội sinh vật cảnh xã Đình Hưng và xin kính mời các cụ ăn trầu uống nước vào đúng 7 giờ sáng ngày mai. Xin trân trọng kính mời các cụ có mặt tại gia tang để đến tiễn đưa và Nguyễn Thị Chới ra nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Hội sinh vật cảnh xã Đình Hưng đúng thật là hàng ngày trăm ngón cây lộc vượng. Thắp hương viết cổ tâm xin kính mời.
hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu ăn nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Thank you.
giới được bắt đầu. Đề nghị các cụ, các vị đại biểu đứng dậy. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Chới, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị quý khách, các gia đình thông gia, bạn bè thân bằng vô dư của cụ, kính thưa đoàn nhà hiếu, thưa toàn thể gia tăng, hôm nay với lòng thương tiếc khôn nguôi, ban tổ chức tang lễ, chi hội người cao tuổi và nhân dân đã về đây dự buổi lễ an táng đám tang cụ Nguyễn Thị Chới về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Nguyễn Thị Chới sinh năm 1940, thường trú tại xóm 3, thôn Rèn, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cụ sinh ra và lớn lên tại thôn Cao Đình, xã Chi Phương, trong một gia đình lâm dân lao động thuần túy. Lúc trưởng thành, cụ kết hôn xây dựng cuộc sống gia đình với cụ Nguyễn Thế Tuân. Hai cụ sinh được 7 người con, 4 trai, 3 gái. Trong thời kỳ bao cấp, nền kinh tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Hai cụ đã trải qua biết bao gian nan, cố gắng tích cực lao động sản xuất. Cụ đã gánh vác các công việc của gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái, chăm sóc mẹ chồng. Trong đời sống thường ngày ở gia đình, cụ là người vợ đảm đang, sống có trách nhiệm, mẫu mực, thủy chung. Đối với các con, cụ là người mẹ dịu hiền, vị tha, đôn hậu, hết lòng vì tương lai con cháu. Do vậy, các con của hai cụ đều đã trưởng thành, yên về ra đất và tập trung phát triển mạnh kinh tế gia đình. Với họ hàng, làng xóm, bạn bè, người thân, cụ luôn sống hòa nhã, nhiệt tình, trách nhiệm, sống nghĩa tình, cho nên được mọi người tin yêu, kính trọng. Thời gian vừa qua, sức khỏe cụ vẫn bình thường, song do cơn sốc quá nặng, cụ đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 5 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 80 tuổi. Trước linh sàng nghi ngút khói hương, cụ ra đi để lại biết bao niềm thương và nỗi nhớ cho con cháu họ hàng nội ngoại, xóm làng và người thân. Tha nôi âm dương cách biệt, đâu cũng là quy luật của đời người mà ai cũng phải trải qua. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Chới, chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi để về với tổ, với tiên, để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh ở cõi hư vô. Cụ mất đi, gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, chỗ dựa tinh thần không gì thay thế được. Con không thấy mẹ, cháu không thấy bà, gia tộc họ Nguyễn thiết mất đi một làng dâu hiếu thảo, họ hàng, làng xóm, bạn bè mất đi một người thân, hợp tác xã thôn Rèn mất đi một xã viên gương mẫu, chi hội người cao tuổi mất đi một hội viên tiêu biểu, cả cuộc đời gắn bó với sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng quê hương. Kính thưa thân nhân gia quyến, trong giờ phút thiết thương vô hạn, chúng ta tiến đưa cụ Nguyễn Thị Chới về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thay mặt cho dân dân trong thôn và ban tổ chức tang lễ xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này và xin hứa với linh hồn của cụ, chúng tôi nguyện đoàn kết thống nhất thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng quê hương Thôn Rèn ngày càng ấm no hạnh phúc, giàu đẹp văn minh, sống có nghĩa có tình, nhân ái bao dung. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ hương hồn cụ Nguyễn Thị Chới và vĩnh biệt cụ, tôi đề nghị tất cả các cụ và toàn thể mọi người trong tang lễ hướng về linh cữu để một phút mặc niệm bắt đầu. Làm nhiệm vụ.
đêm về lạnh lùng buồn thiếu. Đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều. Đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời. Để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ tuổi còn xanh khăn tang, còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi bơ vơ, con lạc lối giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Chia sớt cùng tôi tiếng cười
ngày mẹ đi mấy cũng buồn, ngày mẹ đi rồi mưa cũng tuôn và ngọn gió hát câu ly biệt, về cùng nhau về chốn hư không. Ngày mưa hay nắng cháy, đời vui hay khốn khó, mẹ xưa chia sớt cùng tôi tiếng cười thấy hết ngọt bùi. Mẹ về quê chốn lòng an vui hay buồn tình, mẹ về quê chốn ấy trăng ta ứa bụi vàng, mẹ ơi để đêm đêm tiếng chuông vọng ngân công ơn
sinh thành ngày nào đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau hơn một giờ làm việc, lễ an táng đám tang cụ Lê Thị Chới đã hoàn thành tốt đẹp mọi công việc. Đó chính là sự có sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm, tình cảm chân thành của các cụ, các quý vị đại biểu, các vị quý khách của các gia đình thông gia, bạn bè thân bằng hữu gần xa của cụ và gia đình và những nhân lực đã trực tiếp tham gia tang lễ. Đến nay cụ Lê Thị Chới đã được mồ yên mà đẹp. Chúng tôi cầu chúc cho hương hồn của cụ luôn luôn được mát mẻ dưới suối vàng, sớm siêu thoát, an lạc, yên giấc ngàn thu. Thay mặt ban tang lễ và nhân dân trong thôn, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các vị quý khách, các gia đình thông gia, bạn bè, thân bằng cô hữu của cụ và gia đình, đặc biệt là những nhân lực đã trực tiếp tham gia vào công việc an táng. Trong khi tổ chức lễ an táng có gì sơ suất, chúng tôi rất mong được có sự cảm thông, chia sẻ của các cụ, các quý vị đại biểu và thân nhân gia quyến. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho gia tộc, gia đình, nội ngoại, tôi xin chân thành cảm ơn ban tang lễ địa phương, các cụ, các bà, nội ngoại cùng dân làng, bạn bè, thân bằng cố hữu, thông gia cùng với cụ Nguyễn Thị Chới đã đến tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Chới về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình là xin mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân địa phương về tại nhà xơi nưng cơm thân mật cùng với gia đình. Xin chân thành cảm ơn.
sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên yeah.